Tại Bangladesh, ngày 4 tháng 4, một chiếc phà chở khoảng 50 hành khách đã va chạm với một tàu chở hàng và bị chìm xuống sông Sitalakshya, phía nam thủ đô Dhaka, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích. Theo thông tin từ cảnh sát, chiếc phà khởi hành từ huyện Narayanganj cách thủ đô Dhaka khoảng 20 km, đang trên đường tới Munshiganj, chở chật ních hành khách đổ xô về quê nhà sau khi chính phủ Bangladesh tuyên bố áp đặt một đợt phong tỏa trên diện rộng, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Một số người may mắn sống sót đã bơi được vào bờ. Công tác cứu hộ và tìm kiếm người mất tích đã được tiến hành, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi. Chiếc phà bị lật từ đêm qua nhưng vẫn chưa được vớt. Tại sao lại chậm trễ như vậy? Mới chỉ có 5 thi thể được tìm thấy. Tôi khẩn thiết xin Ngài Thủ tướng hãy giúp chúng tôi tìm được thi thể của cha và mẹ tôi. Xin hãy sớm vớt chiếc phà. Mỗi năm, có hàng trăm người chết trong các vụ tai nạn liên quan đến phà tại Bangladesh, quốc gia có mạng lưới đường thủy nội địa rộng khắp nhưng lại thiếu các tiêu chuẩn về an toàn. Về tình hình dịch bệnh, Bangladesh vừa ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục vào ngày 4 tháng 4 với 7.087 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 637.364 ca, trong đó 9.266 người đã tử vong. Trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc để phòng chống dịch bệnh có hiệu lực từ ngày 5 tháng 4, người dân Bangladesh đã đổ xô đến các khu chợ để mua sắm và tích trữ nhu yếu phẩm. Do lệnh phong tỏa nên tôi phải mua sắm vì chúng tôi không biết tình hình sẽ ra sao. Hiện tại thì chúng tôi biết rằng sẽ bị phong tỏa trong một tuần, nhưng không rõ sau sẽ thế nào, nên tôi cứ mua sẵn. Trong bối cảnh số ca lây nhiễm vẫn tiếp tục tăng, tại các bệnh viện luôn chứng kiến hàng dài người chờ đợi để được xét nghiệm COVID-19.